tiên và duy trí còn sau cùng, cái tông, cái âm thanh mình nghe là phải như nhau. Số lượng loa ít thì mình có thể chấp nhận chỉ là người xa, nó có thể nó giảm cái dB lại, nhưng mà quan trọng là cái chỉnh làm sao cái đáp tuyến, cái chất lượng âm thanh nghe từ cái điểm đầu.